Xin chào thầy cùng các bạn. Hôm nay là ngày thứ 11 trên 30 ngày rèn luyện trí nhớ. Tôi đã thấy mình nâng cao được khả năng tưởng tượng liên kết giữa các từ khóa tự do. Tôi không còn phải suy nghĩ sắp xếp nhiều nữa mà tôi thường lấy luôn những hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của mình để liên kết chúng lại với nhau với một cảm xúc thật nhẹ nhàng, không có đúng sai. Hôm nay bạn hãy chơi đùa với ký ức cùng tôi với các từ khóa kẹo mút, đèn lồng, sinh nhật, bắp luộc, sao kim, bắp luộc, bánh sinh nhật, áo mới, đèn lồng, kẹo mút. Sau đây là liên kết của mình. Ngày còn bé thì kẹo mút là một món ăn tôi thường ao ước. Còn đèn lồng thì tôi chỉ thấy được trong phim ảnh. Những chiếc áo mới và bánh sinh nhật hầu như không có trong ký ức của tôi. Món bắp luộc là món ăn thường xuyên thân thiết. Khi buổi tối tôi ngước lên nhìn bầu trời với những ánh sao kim sáng nhất. Cảm ơn các bạn đã chú ý.